Nam mô quý vị ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư cô trụ trì chùa Liên Hoa, thưa cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 12 năm Nhâm Thìn, thì chúng tôi có duyên lành được sư cô ở đây cùng quý Phật tử mời về có một buổi chia sẻ cái kinh nghiệm tu tập cũng như là ăn uống theo phương pháp dưỡng sinh. Thì hồi nãy đến đây chúng tôi có gặp sư trụ trì, chúng tôi cũng không biết là ở đây sinh hoạt tu học ra sao. Thì sư cô muốn cho chúng tôi nói về ăn uống theo phương pháp dưỡng sinh. Thường thì chúng ta đi giảng các nơi thường chúng ta không có cái đề tài gì trước hết, thậm chí vô niệm Phật còn chưa biết mình giảng cái gì, thì tùy theo thánh chúng ở cái đạo tràng có nhu cầu gì chúng ta sẽ giảng cái đó. Các nơi có khi các đạo tràng niệm Phật thì muốn chúng tôi giảng về tịnh độ, có đạo tràng tu thiền thì mời chúng tôi dạy về thiền, có nhiều chỗ thì cũng muốn giảng dưỡng sinh giống như ở đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói với nhau cái đề tài về dưỡng sinh, tức là cái thực phẩm ăn uống quyết định vận mệnh của đời người. Thì nói điều này sẽ rất là nhiều người không đồng ý, không đồng tình với chúng ta. Nhưng mà nghiên cứu cho kỹ, cho sâu thì chúng ta mới thấy rõ ràng là con người của chúng ta khổ vui trong cuộc đời này, giàu nghèo trong cuộc đời này thì do ăn uống. Thì nói như vậy, những người tu Phật sẽ phản đối mình, nói rằng Đức Phật đã nói về nhân quả, thì người có nhân quả lành sẽ hưởng quả báo lành, có được cái nhân quả ác sẽ bị quả báo ác. Thì con người giàu nghèo ở đây là do phước của người ta, ta khổ vui cũng do cái nghiệp của người ta, đúng không? Theo đạo Phật là như vậy. Thì như vậy nói là ăn uống quyết định sự khổ vui giàu nghèo thì chúng ta rất là khó tin. Mà nếu đi phân tích kỹ thì chúng ta sẽ thấy cái điều này nó hoàn toàn đúng với pha học, đúng với những cái lý luận về nhân quả, nghiệp báo và phước báo của đạo Phật, chứ không phải nó sai. Thì trước hết chúng ta mới thấy á, sở dĩ mà chúng ta được sống ở trong cuộc đời này là do gì? Do thực phẩm ăn uống, đúng không? Có ai trong chúng ta ở đây mà nó không ăn mình có thể sống được vài chục năm như tới bây giờ không? Hoàn toàn không có. Vì vậy thực phẩm không phải nuôi sống chúng ta trong cái ngày nay, mà từ xa xưa lắm rồi. Khi mà chúng ta đã bắt đầu vào thai mẹ là chúng ta được bà mẹ nuôi bằng những cái dinh dưỡng của mình. Và dinh dưỡng đó là từ đâu? Cũng từ sự ăn uống của bà mẹ mà nuôi chúng ta trong bào thai, đúng không? Nhưng mà khi nghiên cứu sâu hơn nữa thì người ta mới thấy rằng cái dinh dưỡng tốt sẽ cho ra một thai nhi tốt, dinh dưỡng xấu sẽ cho ra một thai nhi xấu. Có những người sanh ra bị đau tim liền, có những người sanh ra bị đau thận liền, có người sanh ra bị khùng, bị khờ liền. Và tất cả những cái đó đạo Phật được kết luận là do cái nghiệp của người ta, đúng không? Và nói tới cái nghiệp thì chúng ta phải xét tới cái nghiệp, không phải nghiệp là cái chuyện gì ở đâu, mà là cái chuyện nếu như trong hiện tại thì chúng ta xét đoán cái đó không có liên quan, thì chúng ta có thể xét về quá khứ. Thì cái nghiệp báo nhân quả nó phải xảy ra ở ba thời, tức là quá khứ, hiện tại và vị lai, nó có một cái sự tương quan, tương đồng với nhau thì mới xảy ra chuyện như vậy. Ví dụ như tại sao đứa bé khi sinh ra đàng hoàng, thì chúng ta chưa có nói tới cái chuyện nghiệp báo, mà chúng ta theo dõi cái sự ăn uống của bà mẹ đó. Thì chúng ta thấy là từ lúc mà bà mẹ mang thai ăn uống thực phẩm tốt, đầy đủ dinh dưỡng để cho ra đứa con đàng hoàng.
Rồi có bà mẹ mang thai mà sanh ra đứa con mình bị thiếu dinh dưỡng hoặc bị dị tật, thì chúng ta cứ kết luận theo cái kiểu đạo Phật như vậy thôi. Nhưng mà trên cái nghiên cứu khoa học, người ta cũng thấy rõ ràng là trong giai đoạn mang thai bà mẹ có bệnh này bệnh kia, để rồi những cái thực phẩm ăn uống nó không có đủ để có thể nuôi nấng một đứa bé. Hoặc là nghiên cứu theo dưỡng sinh, thì theo dưỡng sinh nhìn thấy là trong quá trình mang thai bà mẹ đã sử dụng thực phẩm nó thiên âm hoặc là nó thiên dương, tức là nghiêng về âm hoặc là nghiêng bên dương, để cho ra đời một đứa con theo chiều hướng âm hoặc theo chiều hướng dương, hoặc là những cái loại thực phẩm nó gây cái sự khiếm khuyết cho thai nhi. Như vậy là ở trong ngành dưỡng sinh, người ta nghiên cứu, người ta thấy, nhất là tiên sinh Osawa, tiên sinh thấy rằng cái lúc mà chúng ta bắt đầu vào bào thai á, cho đến khi chúng ta ra đời là nó thay đổi tới 3 tỷ năm sinh vật. Mà chúng ta ở trong thai cho nhiều nhất là 300 ngày. Thì 3 tỷ năm mà chia cho 300 ngày còn nhiêu? Còn khoảng 10 triệu ngày. Thì ví dụ khoảng 10 triệu năm. Ví dụ như bây giờ á, một ngày, một đêm á, mà bà mẹ ăn uống đúng, nuôi nấng đúng, thì bằng chúng ta ra đời ăn uống và nuôi nấng khoảng 10 triệu ngày đi. Khoảng 10 triệu. 10 triệu ngày mà chia cho 360 ngày là tương đương với bao nhiêu năm? Tương đương hơn 300 năm. Có nghĩa là với cái nhìn của dưỡng sinh á, thì nếu một bà mẹ nuôi con ở trong thai mà ăn uống tốt, sửa đổi tốt, thực phẩm tốt, tâm tư tốt, đời sống tốt, tất cả những cái tốt đó hợp lại bằng người ta ra đời sửa 300 năm, một ngày thôi. Mình sống bao nhiêu năm? Thì vậy là có nghĩa là cả cái đời 100 năm của con người mà muốn sửa đổi để cho mình được tốt thực sự á, thì chưa được đủ 1/3 của một ngày mà bà mẹ sữa trong thai nữa. Vì vậy mà nếu chúng ta không ý thức được điều này thì sẽ sắp sửa ra đời hàng loạt những cái đứa trẻ trong tương lai sẽ bị khiếm khuyết, không tròn đủ. Cho nên trước đây chúng tôi có nói hai đề tài mà chúng tôi nghĩ là ở đây cũng nên quan tâm và tìm hiểu, để cho nhất là những cái giới trẻ và những bà mẹ, những ông cha có cái sự quan tâm đến nòi giống của mình, dòng họ của mình, con cái của mình trong tương lai. Và nên nghe hai cái đề tài chúng tôi giảng, một cái đề tài gọi là để hoàn thiện một đời người, một đề tài thứ hai là đề tài thai giáo. Tức là trong đề tài để hoàn thiện một đời người, chúng tôi có nói tới cái điều là ba bước để hình thành một con người trọn vẹn. Cái bước đầu tiên là chuẩn bị cho ông cha bà mẹ có một cái cơ thể tốt và một tâm hồn tốt. Ít lắm cũng phải từ 6 tháng cho tới 1 năm. Có nghĩa là muốn sanh con thì hai vợ chồng này phải tu. Phải tu trước cái đã, rồi mới nói tới cái chuyện sanh con. Nếu như bây giờ một cái thân thể ông cha bà mẹ không có khỏe khoắn, rồi tâm hồn lại là không tốt đẹp, thì đừng nghĩ tới chuyện sanh con. Tại nếu mà một cơ thể bệnh hoạn bạc nhược và một cái tâm hồn xấu ác mà mình kết hợp lại để sanh một đứa con thì chắc chắn nó sẽ là một tai họa cho nhân loại sắp tới. Đây là điều mà chúng ta phải quan tâm, chứ không thể không quan tâm được. Và rồi giống như chúng ta nhìn á, nếu chúng ta muốn trồng một luống rau thôi thì người ta phải chuẩn bị đất tốt, đúng không? Phải chuẩn bị giống tốt thì rau đó mới có thể phát triển tốt theo ý muốn của mình. Còn đằng này, để chuẩn bị cho ra một con người mà không chuẩn bị thân thể, tâm hồn của ông cha trong sáng, lành mạnh, một bà mẹ trong sáng lành mạnh, thì sẽ rất là nguy hiểm khi cho ra một con người mới này. Ở trên mặt nhân và quả của nó phải gắn kết với nhau, phải không? Cái nhân lành thì sẽ có ra cái quả lành.
thì cha mẹ tốt, cha mẹ hiền thiện thì chắc chắn sẽ ra đời một đứa trẻ hiền thiện cho cuộc đời. Nhưng rồi cái bước thứ hai là ở trong thai. Bước thứ hai là ở trong thai thì phải nuôi nấng bằng những thực phẩm tốt. Thì cái đề tài đó chúng ta có nói trong đề tài thai giáo rồi. Và bước thứ ba là sau khi một đứa trẻ được sanh ra đời thì chúng ta phải nuôi nấng một cách tốt đẹp cho đúng 7 năm đầu đời của một người nữ và 8 năm đầu đời của một người nam, để hình thành trọn vẹn một chu kỳ tế bào gốc của một đời người. Tức là tế bào chúng ta thì trung bình khoảng 7 năm nó thay đổi một lần. Nhưng mà theo cái nhìn của đông phương học thì người nữ, cái chu kỳ phát triển của người nữ là cứ 7 năm, người nam là 8 năm. Ví dụ như giai đoạn đầu phát triển hình thành đứa bé là 7 tuổi về nữ, thì người nữ sẽ hai cái chu kỳ là 14, thì hai chu kỳ 14 bắt đầu mới thay đổi sinh lý. Người nữ bắt đầu có kinh nguyệt, người nam bắt đầu phát triển sinh lý, là thay đổi, bắt đầu thể hiện trọn vẹn cá tính của người nam của mình. Ví dụ vậy, thì vậy là chu kỳ phát triển từng đoạn, người ta đã tính được từng đoạn 7 tuổi của người nữ phát triển như thế này, 7 tuổi người nữ phát triển như thế kia, 3 lần 7, 21 tuổi mới là tuổi đúng để cho một người nữ mới có thể đầy đủ tất cả những sinh lý và tâm lý để có thể sanh một đứa con. Tức là 3 chu kỳ 7 là 21, người nam 3 chu kỳ 8 là 24, tới tuổi đó đúng theo cái sự phát triển của nó thì người ta mới bắt đầu nghĩ tới cái chuyện sinh nở. Thì vậy là chúng ta chỉ cần là 3 bước cơ bản như hồi nãy mình nói, tức là chuẩn bị thân thể cho tốt lành, ít lắm là từ 6 tháng cho tới 1 năm. Tức là từ xưa tới giờ được nuôi nấng bởi thực phẩm không tốt rồi, mà trong giai đoạn thực phẩm không tốt đó, người nam thì đã từng uống rượu bia, rồi người nữ thì đã ăn những cái thức ăn âm, uống nước đá, ăn đồ âm, mà mang thai thì sẽ hại cho con mình. Đó, cho nên là muốn cho ra một con người tốt đẹp đó, người ta nói là mình tu thôi, mình niệm Phật thôi, mình tụng kinh hay là mình cầu Phật, mình làm cái gì đó đều phước đều lành. Đương nhiên những điều này nó thực sự tốt chứ không phải là xấu, nhưng với chúng tôi nó chưa đủ. Chưa đủ tại vì sao? Con người chúng ta có hai mặt rõ ràng, vật chất và tâm linh. Cho nên muốn hoàn thiện một đời người, chúng ta phải hoàn thiện ở hai mặt vật chất và tâm linh, chứ không thể nói chuyện tâm linh bình thường được. Và ngay cả những cái người mà hiểu biết hơn một chút nữa trong cái việc tu tập á, ví dụ như người lớn như chúng ta đang đi chùa như thế này, chúng ta muốn nói tới cái chuyện tu tập thì chúng ta cũng phải hoàn thiện hai mặt vật chất và tâm linh. Bây giờ nói mình vô mình ngồi niệm Phật, mình đau bụng mình niệm nổi không? Niệm được mấy câu nó chạy đi mất rồi, phải không? Hoặc là mình đang niệm Phật mình nhức răng thôi mình niệm cũng không nổi, mình đau đầu thôi mình niệm cũng không nổi. Chỉ cần mỏi lưng thôi ngồi niệm Phật mình ngồi cũng không nổi, tê chân thôi chưa chắc là mình ngồi niệm Phật lâu, đúng không? Thì như vậy là tất cả những cái hình thức của vật chất nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tâm linh. Cho nên cái tôn giáo nào mà muốn đi sâu vào tâm linh mà không nâng tầm vật chất thì tôn giáo nó không đi tới đâu cả. Chúng tôi có nói đề tài là cân bằng thân tâm á. Chúng tôi muốn nói rất là nhiều về việc này. Vì tôn giáo chúng ta lâu nay bị khập khểnh, chúng tôi dùng cái từ là khập khểnh có nghĩa là đi cò cò chứ không phải đi hai chân. Lý do là nói tới tu là người ta chỉ tu tâm thôi, người ta quên đi cái thân này. Học đạo ba mứa rồi là cho là thân tứ đại là giả hộp, là không, là quyển, là không cần ngó tới nó, mình lo mà tu tâm thôi. Nhưng mà lết lết tu tâm hồi là thấy đi là bệnh viện, tu tâm hồi là thấy cấp cứu đường này đường kia, và rất rất là nhiều, không phải là cư sĩ Phật tử mình mà là những cái vị tu sĩ càng tu lâu chừng nào thì càng quen bác sĩ nổi tiếng chừng đó. Hỏi tại sao? Tại vì bệnh nhiều quá phải kiếm bác sĩ nổi tiếng mới trị hết. Bác sĩ thường thường trị không hết nữa. Vì lý do tại sao? Vì thầy quên mất cái thân để với thầy tu. Thì đây là một cái khiếm khuyết của đạo Phật mà chúng ta cần phải san lấp. Làm sao để cho người tu thấy rằng á, ý thức rằng cái thân vật chất của chúng ta ở đây hết sức quan trọng, mà chính điều này Đức Phật đã nói trong kinh. Đức Phật nói là sao? Chúng ta mượn cái thân này giống như mượn chiếc bè qua sông, đúng không? Nếu mà chúng ta chưa qua tới bờ bên kia mà chúng ta bỏ bè thì sao? Thì chúng ta sẽ không đến bờ giác được. Thì ra là mình mượn cái thân này để mình tu tập.
thì làm sao phải giữ cho thân này tốt. Chứ bây giờ cái bè mà đi giữa sông mà nó đã bị chìm rồi thì mình đâu có đi tới nơi được. Nếu như mình đi ra, mình bơi ra, ghe ra giữa sông mà mình bị lũng ghe cái là mình cũng bị chìm. Chỉ vậy là Đức Phật cũng dạy chúng ta biết cách để bảo toàn cái thân xác này cho tới ngày được giác ngộ giải thoát, chứ không phải là buông cái thân này nửa đường. Đó là điều mà người Phật tử chúng ta phải ý thức, và người tu tập chúng ta phải ý thức được điều này. Thì trở lại cái đề tài ban đầu, chúng ta thấy á, chúng tôi nói là cái việc khổ vui trong cuộc đời này, giàu nghèo trong cuộc đời này, tốt xấu trong cuộc đời này, thành bại trong cuộc đời này, và giải thoát cũng như trầm luân trong cuộc đời này đều quyết định ở trong thực phẩm. Thì vậy là nhiều người sẽ phản đối như buổi ban đầu ha. Bây giờ chúng ta nói về nhân quả nha, nói về nhân quả nè. Nếu nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã có tu tập có nhân quả tốt, phải không? Thì tự động giữa mình với cái nhân quả tốt đó, để đời này mình sanh ra đời được trở thành một con người tốt. Ví dụ như bây giờ chúng ta tu tập nhiều đời, chúng ta có phước báo là chúng ta sẽ là con của một nhà tỷ phú, thì đó là nhân quả tốt rồi, đúng không? Thì cái phước báo đó sẽ kết nối với một cái gia đình nào đó giàu có ở cái vùng này. Thì cái lúc mà cha mẹ quan hệ với nhau, nó phát ra một loại lửa gọi là lửa dục. Một ngọn lửa dục đó, nó thu hút hằng hà sa số những cái thần thức chung quanh đi tới để tranh giành chung vào cái bào thai này. Đấu đánh đấm với nhau ghê gớm lắm. Nếu chúng ta hiểu biết chuyện này, chúng ta thấy dễ sợ là trong phút đó hàng triệu cái vong linh tới để giành giật, chứ không phải là một nha. Chúng ta đừng có tưởng là khi cha mẹ mình gần gũi thì tự nhiên mình muốn vào được, mình vào không có đâu. Không thể có chuyện đó. Nhưng mà thực sự chúng ta không phải mạnh hơn những cái vong linh khác, mạnh hơn những cái thần thức khác, mạnh hơn những cái thân trung ấm khác mà chúng ta được vào bào thai. Mà vì sao? Vì giữa mình với cha mẹ mình nó có cái nghiệp với nhau. Hiểu chưa? Có cái nghiệp là thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp, rồi tới cái đời này mình có cái nghiệp là mình phải con của cái bà đó, con của cái ông đó. Thì tự động là trong cái sự tranh đấu hơn thua cả hàng ngàn hàng triệu cái thần thức như vậy, nó lại có một con đường riêng để nó đưa mình đi. Đây là một chuyện rất lạ. Thì vậy là chúng ta được hút bởi cái nghiệp đó mà rớt vào trong tử cung bà mẹ để mình được thọ thai. Thì liền đóng bít cửa liền. Rồi mấy con kia nó tranh giành hồi, nó thấy đóng bít cửa rồi người ta rút lui, là mình được yên ở trong thai của bà mẹ qua con đường nghiệp tập câu thông với nhau. Đây là chuyện sanh tử chúng ta phải biết. Thì vậy là giữa mình và mẹ cha mình nó có nghiệp với nhau mới thành thân bằng quyến thuộc, có nhân quả với nhau mới thành thân bằng quyến thuộc, thì nó có một đường dây để thu hút chúng ta được gặp nhau. Tại sao những vong linh kia vào không được mà mình vào được, đúng không? Bây giờ nói là nhân quả, thì do mình có một cái gì đó mình mới có thể lọt vào thai của mẹ được. Đó là nhân quả, là nghiệp báo, là phước báo của chúng ta. Thì như vậy khi mà chúng ta đã đến với bà mẹ này rồi với cái nhân quả cũ của mình, ví dụ nha, ví dụ về mà nhân quả cũ là ông cha bà mẹ này thiếu nợ mình, thấy chưa? Nhưng mà cái nợ gọi là cái nợ mà không phải bình thường, mà nợ đau khổ, thấy không? Thì mình tới để mình đòi làm sao cho cha mẹ mình phải khổ sở với mình trong đời này. Thì bây giờ mình tới là cái gì? Mình phải bệnh hoạn, phải què hoặc phải gì đó, cha mẹ phải ôm mình nuôi suốt đời trong đau khổ. Có đứa con mà nó không có đàng hoàng như người ta, ví dụ gì? Hoặc là một đứa con sanh ra bị hung dữ, có nhiều đứa con la lối chửi bới cha mẹ mình, nhưng cha mẹ có khi cũng phải chiều chuộng, cũng phải lo lắng đủ điều. Tại vì sao? Cái này nói làm sao, nó không phải con mình nó hổn không? Không có đâu. Con nít nó không dám hổn như vậy, vì nó có một cái gì cũ đó đó, nó tới nó rồi. Làm bao nhiêu tiền của là phải dâng hai tay cho nó mà đưa trễ trễ, coi chừng nó bị chửi mình, nó đánh mình không kịp, chạy không kịp, ba mẹ hết đường để chạy nữa. Thì đó là cái chuyện của nhân quả. Và bây giờ tại sao mà có ra đời được một con người tốt? Thì nhân quả người ta đã có tu tập cũ rồi, cho nên hôm nay họ được thu hút vào một bà mẹ mà bà mẹ đang hiểu biết về ăn uống, về thực phẩm, về dưỡng sinh. Cho nên bà mẹ đã ăn uống đúng với cái thực phẩm đó. Có những người con mà nhiều đời nhiều kiếp tu tập, và bà mẹ này cũng có cái phước báo để có thể là được
nhận lãnh một cái người con mới là cái ông hòa thượng tái lai hay ông thượng tọa nào tái lai, hoặc là ông đại đức nào nhiều đời nhiều kiếp cũng tu, và đời này ông trở lại ông làm con mình thì cũng có nhân quả cũ rồi. Cho nên khi người con rớt vào bụng bà mẹ thì buộc bà mẹ không thể ăn mặn được. Quý vị có gặp điều này không? Ăn mặn ói chết luôn. Và chưa thôi đâu, có một cái chuyện mà cách đây một năm mấy nè, đứa bé đó cũng hay tới lui chùa Long Hương lắm. Người ở Tiền Giang mình chứ không đâu xa, gần Mỹ Tho. Cô này lúc mang thai á là ngoài tử cung, gây bà mẹ đau đớn khoảng 2 tháng trời á. Nhưng mà cô này thì trước kia có bị bệnh khối u tử cung cho nên không sanh con được. Rồi nhờ chúng tôi hướng dẫn trị bệnh, vừa ung thư tử cung mà vừa bị suyễn gì đó. Và sau khi hết ung thư tử cung rồi thì cô lại mang thai. Cô mang thai cô không hay, tại vì đang bệnh từ nhiều năm rồi, thằng con lớn là chừng 13, 14 tuổi rồi, cô nghĩ là cô hết sanh rồi. Nhưng cuối cùng thì cô lại mang thai mà có thai ngoài tử cung. Đây là một điều mà hơi khổ sở. Thì nó hành hạ cô suốt hơn 2 tháng rồi. Thì lúc đó cô mới nhớ tới tôi. Cô không hiểu tại sao mà đúng là cái nghiệp phải trả, mà phải hành hạ đau đớn lắm. Thì bệnh viện đòi hút cái thai này ra bỏ. Thì khi cô nghe được cái, cô nhớ lại tới tôi, cô liên hệ và cuối cùng là tôi hướng dẫn ăn theo dưỡng sinh, tức là ăn số 7. Thì đến tháng thứ, gần tới tháng thứ 4 cô đi siêu âm trở lại thì cái thai nó bò tới miệng tử cung à. Và qua tới tháng thứ 5 lọt vào trong tử cung bình thường như những đứa trẻ khác, cô hết đau đớn. Nhưng rồi sau những cái ngày mà hết đau á, thì cô nói là từ hồi mà bắt đầu mang thai cho tới giờ này thì ăn mặn không được rồi. Bữa đó thèm một cái tô bún bò, thèm một tô bún bò. Thì cô ăn một tô bún bò thôi chứ cô không ăn nhiều. Xong rồi quý vị tưởng tượng lại bị gì? Không phải ói mà làm cho bà mẹ khùng luôn, phải đưa vô bệnh viện tâm thần ở Mỹ Tho. Chuyện này cũng nhiều người biết lắm. Đưa vô bệnh viện tâm thần 4 ngày. Ở trong đó là người ta cũng là cho uống thuốc tâm thần, người ta làm đủ thứ chuyện, nhưng mà rõ ràng không hết. Tới bữa thứ 4, thứ 5 gì là cô tỉnh lại. Thì khi cô tỉnh lại á, cô mới điện thoại cho chúng tôi. Thì tôi biết liền là cái ông ở trong này ông quậy. Tôi nói là bây giờ cô phải tự khấn vái là thôi mẹ nguyện kể từ đây cho tới khi sanh con ra là mẹ không dám ăn đồ mặn nữa. Mẹ sẽ ăn chay trường luôn và ăn theo dưỡng sinh để nuôi con đàng hoàng. Thì cô sẽ tỉnh táo đi về nhà và hết bệnh. Mà cô nghe lời, cô làm vậy thì cô tỉnh, cô xin ra viện, cô về nhà. Thì cậu bé này tới hồi mà sinh ra đó, thì một chuyện lạ là sinh một bọc. Không phải sinh một người bình thường, tức là sinh trong bọc á, bọc đều á, thì một đều. Bữa nay anh đi đứng được rồi, nói chuyện được rồi. Nay thì cái chuyện đó xảy ra cách đây cũng mới có 2 năm thôi, chứ không có lâu lắm. Ở đó chúng ta thấy rằng nó có một cái sự gắn kết. Chúng ta thấy không, từ cái đời kiếp trước người ta đã có một cái nghiệp đó. Khi vào thai mẹ thì tự động khiển, tự động bà mẹ, có nhiều bà mẹ nha, rất là hiền, đó giờ sống rất là hiền, mang thai rồi hung dữ dễ sợ. Không, có bà mẹ rất là hung dữ mà khi mang thai rồi hiền, thiệt là hiền, ai ăn hiếp ai chửi bới gì cũng nín, là do cái sự ảnh hưởng của thần thức của đứa con trong thai mình có đủ sức để có thể chuyển được cái người mẹ của mình. Và chúng ta nhớ là trong cái thời Đức Phật có mỗi chuyện của Ngài Xá Lợi Phất. Quý vị có đọc chuyện, có thấy cái chuyện đó không? Khi Ngài Xá Lợi Phất á, vào thai mẹ rồi, thì bà mẹ, một bà mẹ quê, nhưng mà bà đủ sức để có lý luận với tất cả những cái luận sư trong Ấn Độ trong thời đó. Mà bà có một ông em trai á, gọi là ông Phạm Chí Trường Trảo á, tức là ông em trai có móng đài dài ghê gớm lắm, ổng là luận sư nổi tiếng nhất Ấn Độ. Nhưng mà khi Ngài Xá Lợi Phất chung cho thai bà mẹ rồi á ha, thì khi mà trước công chúng hàng ngàn người để lý luận thì cái ông Phạm Chí Trường Trảo này là thua chị của mình, trong khi bà chị là từ xưa giờ chưa biết lý luận, chưa biết triết lý, chưa biết gì hết á, chưa từng hơn thua với ai về mặt lý luận. Bà xưa giờ bà nhà quê mà đâu có từng đâu, nhưng mà khi bà đấu khẩu là ông em phải chấp nhận chịu thua. Thì vậy là chúng ta thấy cái trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất khi vào thai mẹ đủ để có thể ảnh hưởng cho bà mẹ mình trở thành một luận sư số 1 Ấn Độ trong thời đó.
Đó thì chúng ta thấy là đây là có một cái sự gì gắn kết của nhân quả với nhau, đúng không? Nó có nhân quả với nhau. Thật ra bây giờ khi một con người vào bào thai mẹ thì tự động khiến bà mẹ phải ăn uống những thực phẩm không tốt, đúng không? Thì nó có nhân quả cũ mà. Để mình phải bị sanh ra đời với cái người què hoặc bệnh hoạn đó thì một phần là nhân quả cũ của cái người con này. Nó ảnh hưởng, nó tác động tới cái tâm tư, cái tình cảm, cái nhận thức của bà mẹ không đúng đắn trong cái sinh hoạt đời sống đời thường, cũng như không đúng đắn trong cái việc ăn uống, khiến cho bà mẹ ăn uống thực phẩm không tốt, để cho ra đời một đứa bé không tốt. Nếu như bây giờ chúng ta biết được điều này rồi, gọi là chúng ta chuyển nghiệp, thì đứa con đó là cũng có phước báo nhiều kiếp tu tập đã được rớt vô cái bà mẹ này rồi, thì bà mẹ này hiểu biết về ăn uống, để bà mẹ ăn uống thực phẩm tốt cho ra đời đứa con tốt, thì đây nó cũng ảnh hưởng cái nhân quả cũ của đứa con này, đúng không? Và cái phước báo của ông cha bà mẹ này nữa. Tại vì người ta nói câu sao, ở đời có một câu là cha mẹ quý nhờ con, phải không? Thì mình bình thường là một người nông dân quê thôi, không có gì, nhưng mà tự nhiên con mình nó học giỏi lên, nó nổi danh nổi tiếng, thì tự động cha mẹ sẽ được người ta quý trọng, người ta quý mến. Nó gọi là cha mẹ quý nhờ con. Thế vậy là nếu mà nói về nhân quả nghiệp báo với nhau thì có sự gắn kết của người con cũng có cái phước lành để đời này được ra đời thành một con người tốt, một con người giỏi, một con người tài ba. Thì do tu tập nhiều kiếp, cái phước lành người này có, cho nên khiến phải đến một cái gia đình gặp một người mẹ, một ông cha có hiểu biết trong cái ăn uống dinh dưỡng để cho ra đời một con người tốt. Thì vậy là nếu mà nói nhân quả thì nó cũng không có sai, đúng không? Nó có một cái sự gắn kết rõ ràng trong cái ăn uống và nhân quả của chính mình. Cũng như bây giờ chúng ta ngồi tại đây thôi, nếu như bây giờ tất cả Phật tử mình có bệnh, ví dụ như chúng ta hay tê tay tê chân thôi, đơn giản nữa, bệnh không có gì nặng lắm, tức là ngồi mới khoanh chân chút tê mất rồi, nhưng mà mình xét kỹ lại coi mình bị cái gì. Thì đổ thừa là tôi không có quen ngồi, cho nên tôi ngồi tôi bị tê nhiều, không? Cứ đổ thừa hết chuyện này chuyện kia, không biết nghiệp tôi làm sao nặng mà tôi muốn ngồi niệm Phật một tiếng hồ, ngồi mất 30 phút đau quá rồi chị không nổi, phải buông chân ra, chắc nghiệp tôi nó nặng, không? Mình có đủ cách để mình có thể đổ thừa, nhưng mà thực tế là gì? Chúng ta đã ăn quá nhiều đồ ngọt, quá nhiều trái cây, quá nhiều nước lạnh, cho nên là chúng ta dễ bị tê dễ bị nhất. Bây giờ nếu chúng ta hiểu biết như vậy, để chúng ta thay đổi là chúng ta không có ăn đồ ngọt nữa, ngừng ăn trái cây và không uống nước lạnh nữa, thì cái tê nhất tự động nó biến mất trong vòng khoảng một vài tuần. Như vậy là trong mấy cái tuần đó mình tu tập, nếu mình không hiểu biết mà vô tình á, mình tới chùa trong cái sinh hoạt tuần lễ niệm Phật thất, niệm Phật ở đây nè, ví dụ vậy, trong suốt tuần đó là trong cái thức ăn ở chùa sư cô cũng không có niêm đường, rồi không có cho mình ăn chè, rồi không có cho mình uống nước lạnh, tự nhiên cái mình tu tới ngày thứ năm thứ sáu trở lên cái mình ngồi mình bớt tê, mình nói trời, kỳ này tu ở chùa tinh tấn tốt mà chuyển được cái nghiệp hết tê. Nhưng mà thật sự chúng ta thấy cái gì? Là do cái ăn uống mà người ta tự điều chỉnh, rồi tự động cơ thể mình nó bớt nhất, do ít có đồ ngọt xâm nhập cơ thể mình nói mình tu ngon rồi, về nhà ăn đồ ngọt bị tê trở lại, cái bắt đầu đồn vô chùa đó linh á, vô chùa đó tu không có đau. Có những cái mà chúng ta phải thấy một cái rất là thực tế trong đời thường của mình, nếu mà mình khéo á thì mình thấy rõ ràng cái ảnh hưởng đó từng ngày từng giờ, và cái ảnh hưởng nó mang tính khoa học như thế này. Tại vì nếu chúng ta nói chuyện ăn uống theo cái kiểu bình thường, theo âm dương bình thường á, có nhiều khi mình thấy tới cái giờ phút này là văn minh khoa học đã phát triển tới cái trời rồi, lên tới cung trăng rồi, mà còn ngồi đó nói cái chuyện nhơi nhơi miếng cơm, thấy nó giống cổ lũ hủ, cổ lũ sĩ gì ở đâu á. Coi như là cái trục hậu chứ không phải là sự tiến hóa. Nhưng thật sự chúng ta đừng coi thường miếng ăn. Mình thấy nè, bây giờ bắt đầu chúng ta nói tới đụng tới khoa học trong từng miếng ăn miếng uống của mình, quý vị mới thấy đáng sợ nè. Cơ thể của mình á, nó có hai hệ thống thần kinh. Hệ thống thần kinh thứ nhất gọi là hệ thống thần kinh trực giao cảm. Hệ thống thần kinh thứ hai gọi là hệ thống thần kinh phó giao cảm. Thì theo dưỡng sinh á, nói là hệ thống thần kinh phó giao cảm nó điều hành các cơ quan dương trong cơ thể của mình, là cái cơ quan đặc, như là sâu nhất là xương khớp của mình nè, rồi tới những cơ quan đặc như là lá lách nè, ha, là gan nè, thận nè, tim,
những cái gì mà đặc á, trong cơ thể chúng ta được gọi là cơ quan dương theo cái nhìn của dưỡng sinh. Còn cái hệ thống thần kinh trực giao cảm thì nó điều hành cái các cơ quan rỗng trong cơ thể, giống như là gì, phổi mình nè ha, là bao tử nè, bàng quang, đường ruột nè, các cơ quan rỗng của mình. Thì cái mức tác động âm dương như thế này, tức là chúng ta chỉ cần qua miệng chúng ta một miếng âm hoặc một miếng dương, nó sẽ có một lực tác động của nó. Theo quy luật âm dương là gì? Âm là hấp thu dương, dương hấp thu âm, âm chống âm, dương chống dương. Như vậy là nếu như bây giờ mình uống một ly nước lạnh, nước lạnh là thuộc về âm, chúng ta uống một ly nước lạnh, thì ngay khi đó chuyện gì sẽ xảy ra? Nó tác động trực tiếp tới hệ thống thần kinh trực giao cảm. Một là nó sẽ kích thích sự vận động của hệ thống thần kinh phó giao cảm, khiến cho nó hưng phấn lên. Hai là nó gây ức chế hệ thống thần kinh trực giao cảm để làm cho các cơ quan âm nó đình trệ cái sự hoạt động của nó. Ví dụ như bây giờ trước bữa ăn mà mình uống nước lạnh thì khiến cho bữa ăn đó mình ăn không ngon, đúng không? Thậm chí cả không muốn ăn. Lý do tại sao? Tại vì cái nước lạnh nó âm rồi, nó gây một cái sự ức chế cho hệ thống thần kinh điều hành các cơ quan âm như là bao tử, như là phổi, như là ruột, như là bàng quang của mình. Làm lạnh bàng quang khiến chúng ta đi tiểu nhiều, làm lạnh bao tử khiến chúng ta làm biếng ăn, rồi đó là làm lạnh phổi khiến khí thở chúng ta nó sẽ sanh bất thường. Đồng thời kích thích cái sự hoạt động của hệ thống thần kinh phó giao cảm để gây kích thích các cơ quan dương mình, là tim sẽ đập nhanh hơn, thận sẽ mệt mỏi, lạnh hơn nhiều, thậm chí ảnh hưởng tới lá lách, ảnh hưởng tới gan của mình, vân vân. Thì chỉ một hớp nước thôi là cơ quan nội tạng chúng ta đã bị kích động rồi, chứ chưa nói cái chuyện khác. Nói về cái nước âm dương thôi, chỉ là nước lạnh và nước nóng ngang bằng nhiệt độ cơ thể nó đã gây ảnh hưởng như vậy rồi. Nhìn về khoa học là chúng ta phải thấy điều này. Rồi á, chúng ta tiến xa hơn nữa để có một cái nhìn về khoa học một tí trong cái vận hành cơ thể chúng ta. Mình ngồi đây mình thấy nó bình thường như vậy, nhưng mà không có đâu. Trong một giây thôi á, cơ thể chúng ta đã xảy ra từ 200.000 cho tới 1 triệu phản ứng sinh hóa. Có nghĩa là cơ thể chúng ta nó quay y như một dòng thác cuộn cuộn như thế này để thay đổi về sinh lý, về tâm lý, về dưỡng khí, về dưỡng chất, về vitamin nó phải đi tới từ não bộ, nó phát ra cái gì, để đưa cái gì đi tới đâu, để nuôi cái gì, cái gì, cái gì trong tất cả phản ứng sinh hóa đó. Khi chúng ta ăn cái gì thì chất đó nó sẽ biến thành cái gì, chất kia nó biến thành cái gì, và nó tới cơ quan nào thì nó làm việc. Những phản ứng sinh hóa nó xảy ra trong một giây, từ 200